Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là trong trường hợp mà các bạn có một cái tệp nào đó mà các bạn muốn lưu trữ ở trên driver của Gmail, mà để phòng trừ trường hợp mà để trên laptop nó có thể bị hỏng cứng hay là gì đấy nó bị mất, ta để lên trên driver của Gmail thì khi vào giao diện ngay lại cho các bạn vào chỗ này, chỗ này chuột trái vào đây, xong rồi driver. Nó sẽ xuất hiện ra như này và các bạn bấm vào chỗ 10 này. Rồi các bạn tạo một cái thư mục, chẳng hạn mình ghi là thư mục đồ án chứ. Ok. Nó sẽ có cái kích chuột trái vào đây. Không được kích chuột phải nhá. Kích kích chuột phải. Xong rồi tải thư mục lên. Tải tẹp lên. Tải tẹp lên. Chẳng như trường này mình muốn tải cái bản đồ này này. Nó bật thì ok, nó đã được rồi. Đó. Để. Trong cái thư mục đồ án của ta, là sẽ có cái tẹp mà ta muốn gửi lên. Còn trường hợp mà các bạn muốn tải hẳn một cái thư mục lên thì đây ạ, nó sẽ là có một cái thư mục gì đó. Đó, cái thư mục này lên, chứ không có thể các trường ta tải lên sao được. Chúc các bạn thành công ạ.